Rồi, hello anh Phát. Dạ. Anh là thủ môn số 1 của cái Capolen. Trong center. Trước trận đấu này anh có nhận định như nào trận đấu ạ? Trận đấu này rất là căng thẳng nha. Đội nào cũng mạnh hết, đặc biệt là đội Ban nha. Áo đỏ nha. Rotia nữa. Hy vọng mình quê hết ba đội đi ha. À. Anh dự đoán tỷ số trận này nhiêu ạ? Ba đều. Anh đây này chỉ đạo với anh sao trận này ạ? Chơi hết mình anh ơi. Chặt. Anh Dũng, anh lại gặp được anh rồi. Theo anh thì trận đấu hôm nay làm sao anh Dũng? Hy vọng hôm nay là thua ít ít thôi. Ít ít thôi à? Vừa rồi á là theo như cái dự đoán của anh, nó hai trận vừa rồi á là toàn thua. Thua rất là lớn. Thì kinh nghiệm của anh thì trận này sao ạ? Trận này do đông người nhưng hy vọng là sẽ có một trận rất sôi nổi. Hy vọng là thua 1-2 trại thôi. Theo như cái tin bên lề á là anh có tuyển dụng được một cái cầu thủ Nhật Bản. Đúng rồi. Thì hôm nay có được ra sân luôn không ạ? Nói chung là cũng đang trong quá trình hình thành hồ sơ, không phải là đang trong quá trình chuyển nhượng, chuyển giao. À. Nhưng mà vì do là chưa mua được giày cho nên có thể là trận này đang tạm thời là đá một chiếc. Cái anh người Nhật đó ảnh sẽ đá vị trí nào ạ? Mình dự tính là đá tiền đạo thiên về phòng ngự. Trời ơi, trận đấu hôm nay thì theo anh thì sẽ như thế nào? Trận đấu trước thì thua 2 trận rồi. Ê, thua 1 trận, về 1 trận. Trận đấu này cố gắng thắng nha. Rồi. Anh sẽ chơi hết mình chứ hả? Chơi hết mình. Anh có ghi được bàn nào trong trận này không ạ? Hy vọng ghi được một bàn. Rồi, chúc mừng anh. Chúc anh may mắn. Hôm nay tới gần 9 giờ thôi. Hôm nay em xin được vợ anh đi đó anh ha. Đúng rồi. Nghe nói là bên đội của mình có một cầu thủ Nhật Bản đá cặp với anh á. Thì có cặp kè luôn chung với anh không? Có ngủ chung không? Chưa, nhưng điều là đá xong trận này thì mình mới đề nghị cái này đó. Rồi. Bạn mới bằng tới được. Rồi. Mình chúc mừng lạ. Mình chúc mừng anh chiến thắng. Cái gì kỳ nha. Cái gì nha. Dạ. Yeah. 10 phút. Cái đó nãy đắt dỗ luôn. Cuộc đối đầu tâm điểm trận đấu mở màn cho vòng đấu thứ 5. Câu lạc bộ chủ nhật. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Hoàng Thanh Bình. Trong hiệp 1 này thì đội chủ So now, okay? Phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Và bây giờ là rất đông cầu thủ câu lạc bộ, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Khá tốt, có thể dứt điểm, sút bóng, không được. Khá lập cập và cuối cùng thì bóng đã được phá giải. Một pha tấn công ở khu vực trung lộ đến từ các Tiến Anh, đó là Trương Tiến Anh, sút bóng khá nguy hiểm. Và thể hiện được mình. Minh Vượng, Tuấn Anh, sút xa. Và
một quả tạt đánh đầu khá nguy hiểm, rất chủ động và có được sự nhịp nhàng. Mọi người ơi, mình có lợi thế giữ sân. Mọi người, mình đá mình có lợi thế giữ sân, cho nên là suy nghĩ chỉnh chút xíu. Chuyền ngay đây, không chạy được đâu. Chuyền ngay đây, không chạy được đâu. Hold on.
Yes, slowly, slowly. Yes, yeah, yeah, slowly, slowly, slowly. Okay, okay, okay. Châu Ngọc Quang và đập tường thì hay. Châu Ngọc Quang 1-0, đường tấn công đáng chú ý đầu tiên của đội khách trong trận đấu ngày hôm nay, và họ đã vượt lên. Đây là tình huống mà chúng ta có thể dẫn đến bàn thắng của vừa vô luôn ha. Wow, một trái cuối cùng. Ok, see you again, welcome back. See you. Thank you.